Phương Tây hoảng hốt khi dự đoán Nga hết tên lửa, nhưng sự thật thì Nga đang phóng số lượng lớn không hết. Các bạn thân mến, khi Nga dội tên lửa hành trình vào các thành phố đông đúc của Ukraine, đánh dấu một trong các cuộc không kích quy mô nhất kể từ khi bắt đầu xung đột, Hoa Kỳ top team mô tả đây là cuộc tấn công kinh hoàng. Phương Tây từng đưa ra những số liệu kém lạc quan về kho vũ khí sắp cạn kiệt của Liên bang Nga. Thế nhưng không hiểu sao, tên lửa Nga vẫn được phóng với số lượng lớn bay lượn khắp bầu trời Ukraine, xé toạc các ngã tư, công viên và địa điểm du lịch sầm uất ở trung tâm thủ đô Kiev. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga dùng tổ hợp phòng không tầm xa như S-300 và S-400 tập kích mục tiêu mặt đất ở Ukraine vì thiếu tên lửa chuyên dụng. Reuters trích dẫn nhận định của Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo ngày 22 tháng 7 như sau. Nga đã tăng cường sử dụng tên lửa phòng không cho phương thức tập kích mặt đất thứ cấp do thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng. Đến tháng 9, hãng thông tấn CNN của Hoa Kỳ dẫn lời một quan chức nước này khẳng định rằng Bộ Quốc phòng Nga đang trong quá trình mua hàng triệu tên lửa và đạn pháo từ Triều Tiên để sử dụng trên chiến trường Ukraine. Theo quan chức Mỹ, động thái này chứng tỏ rằng quân đội Nga thiếu hụt nguồn cung trầm trọng ở Ukraine, một phần do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các lệnh cấm vận từ phương Tây. Thậm chí vào cuối tháng 8, cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ, Nga hiện đã dùng hết 55% số tên lửa trong các kho vũ khí của mình, đặc biệt là các tên lửa hành trình Kalib hay Iskander-M. Tính trên diện rộng, Nga hiện chỉ còn 45% kho dự trữ tên lửa các loại. Tuy nhiên, trong đợt tấn công hôm 10 tháng 10 vừa qua, Nga bất chấp các thống kê bi quan từ phương Tây để bắn tên lửa với số lượng lớn. Hãng tin Interfax của Ukraine cho biết, quân đội Nga phóng X-101, X-555 từ khu vực biển Caspi trên 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160. Tên lửa hành trình Kalib được phóng từ các tàu ở Biển Đen. Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên mặt đất Iskander được sử dụng theo các hướng khác nhau. Họ cũng sử dụng tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Tornado SMLRS. Chúng ta biết rằng, ngay sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đích danh Ukraine là những kẻ khủng bố tấn công cây cầu Crimea, mưa đòn thù dội xuống khiến chính quyền Kiev xây sẩm mặt mày. Chỉ tính riêng trong một ngày, Nga đã dội tổng cộng 84 tên lửa hành trình, sử dụng 24 máy bay không người lái nhắm vào các thành phố của Ukraine. Tên lửa được phóng đi từ trên không, trên bộ và trên biển, khiến đối phương không kịp trở tay. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tổng thống Zelensky và các quan chức dưới quyền ông đang say trong niềm tin chiến thắng sau hàng loạt cuộc phản công, đáng chú ý nhất là gây thiệt hại cho cầu Crimea, thì họ đang ngay lập tức bị đánh cho tỉnh lại. Hiện thực tàn khốc đến mức ông Zelensky phải kêu cứu khi nói rằng người Nga đang muốn xóa sổ đất nước chúng tôi. Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho biết, chỉ riêng thủ đô Kiev đã bị nhắm hơn 100 tên lửa. Tổng cộng, Nga tiêu tốn 180 tên lửa, bao gồm cả ở các khu vực khác. 15 quả vào vùng Lviv, 27 quả vào vùng Vinnytsia, 15 quả vào Odessa, 47 quả vào Kiev, phóng từ Biển Đen. 47 quả vào vùng Kiev phóng từ hướng Biển Đen, 60 quả vào Kiev phóng từ các hướng khác và 27 quả vào Kharkov. Việc phóng tên lửa với số lượng lớn như vậy hoàn toàn trái ngược với nhận định của phương Tây rằng Nga đã cạn tên lửa. Thế nhưng đây lại mới chỉ là khởi đầu. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo các cuộc tấn công trả đũa hôm 10 tháng 10 là tập đầu tiên, sẽ có những tập khác tiếp theo. Phương Tây liên tục gán cho Nga những thông tin theo hướng một chiều và có lợi cho họ. Thế nhưng chính họ mới không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong do mình tạo ra. Người còn lo ngại cạn vũ khí giờ đây hóa ra không phải Nga, mà là Mỹ, quốc gia tích cực viện trợ cho Ukraine nhất. Điều này được chính đồng minh của Mỹ lên tiếng. Theo hãng thông tấn France 24 của Pháp, trữ lượng đạn dược Mỹ dành cho HIMARS, loại tên lửa dẫn đường bằng GPS được gọi là GMLRS, với tầm bắn hơn 80 km đang cạn kiệt. Các loại vũ khí khác cũng chung cảnh ngộ vì sản xuất không kịp so với tốc độ dùng của quân Ukraine. Mỹ sẽ sớm rơi vào tình trạng không thể cung cấp cho Ukraine một số loại đạn cần thiết để Kiev chống lại sự tấn công của Nga, vì nguồn cung đang được sử dụng nhanh hơn mức có thể thay thế được. Cho đến nay, Washington đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào ngày 24 tháng 2, với hơn 16,8 tỷ đô hỗ trợ quân sự được cung cấp kể từ ngày đó. Nhưng trong một phân tích gần đây,
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, kho dự trữ một số thiết bị của Mỹ đang đạt đến mức tối thiểu cần thiết cho các kế hoạch tác chiến và huấn luyện. Và việc dự trữ tới mức trước ngày 24 tháng 2, tức là ngày Nga mở chiến dịch quân sự, có thể sẽ mất nhiều năm. Một quan chức quân đội Mỹ với điều kiện giấu tên thừa nhận, Washington đang rút ra bài học từ cuộc xung đột về nhu cầu đạn dược trong chiến tranh của một cường quốc, cần lớn hơn nhiều so với dự kiến. Các công ty quốc phòng Mỹ đã buộc phải giảm mạnh sản xuất trong những năm 1990 do chính phủ cắt giảm chi tiêu quốc phòng sau khi Liên Xô sụp đổ và số lượng của họ đã giảm đáng kể, từ hàng chục xuống còn một con số. Bây giờ, chính phủ Mỹ phải thuyết phục ngành công nghiệp mở lại dây chuyền lắp ráp và bắt đầu sản xuất lại các mặt hàng như tên lửa phòng không Stinger vốn đã không được sản xuất từ năm 2020. Một số thiết bị do Mỹ cung cấp đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến ở Ukraine, chẳng hạn như vũ khí chống tăng Javelin được lực lượng Kiev sử dụng rộng rãi để ngăn chặn bước tiến của Nga và thủ đô, và hệ thống tên lửa chính xác HIMARS hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc phản công ở phía Đông và phía Nam. Tuy nhiên, dự trữ đạn dược của Mỹ dành cho HIMARS đang cạn kiệt. Nếu Mỹ gửi 1/3 số lượng hàng tồn kho đó đến Ukraine như trường hợp của Javelin và Stinger, Ukraine sẽ nhận được từ 8.000 đến 10.000 tên lửa. Số lượng hàng tồn kho đó có thể duy trì vài tháng, nhưng khi nó cạn kiệt thì không có gì bù đắp. Sản lượng khoảng 5.000 chiếc một năm, mặc dù Mỹ đang nỗ lực để tăng số lượng đó và tiền gần đây đã được phân bổ cho mục đích này, nhưng sẽ mất nhiều năm. Mỹ đã cung cấp khoảng 8.500 tên lửa Javelin cho Kiev, nhưng sản lượng loại vũ khí này chỉ khoảng 10.000. Nhưng sản lượng loại vũ khí này chỉ khoảng 1.000 quả mỗi năm. Chính phủ Mỹ đã đặt hàng số tên lửa trị giá 350 triệu đô vào tháng 5, nhưng sẽ mất vài năm nữa trước khi các kho dự trữ được bổ sung. Theo số liệu thống kê chính thức của Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp hơn 800.000 quả đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO cho Kiev, tức là 3/4 tổng số lượng mà tất cả các nước phương Tây chuyển giao. Trong khi đó, số lượng đạn pháo mà Washington cung cấp có lẽ gần với giới hạn mà Mỹ sẵn sàng cung cấp nếu không có rủi ro đối với khả năng chiến đấu của chính mình. Sản lượng này của Mỹ hiện ở mức 14.000 quả mỗi tháng, nhưng Lầu Năm Góc đã thông báo rằng họ đặt mục tiêu tăng con số đó lên 36.000 quả trong vòng 3 năm. Điều đó sẽ vẫn chỉ đưa sản lượng hàng năm lên 432.000, tức là ít hơn một nửa so với số lượng đã được cung cấp cho Kiev trong 7 tháng xung đột. Thưa các bạn, tình hình chiến sự đã leo thang lên mức căng thẳng mới chỉ trong vòng một ngày, khiến chính quyền Kiev cũng như phương Tây đi từ hết bất ngờ này sang sửng sốt khác. Giới chức Ukraine cũng như người dân vui mừng khi thấy một đoạn cầu Kerch, cây cầu dài nhất châu Âu, nối liền Nga với bán đảo Crimea bốc cháy. Một số bài đăng trên mạng xã hội còn buông lời chế giễu rằng đây là món quà sinh nhật dành cho Tổng thống Putin. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng Ukraine đã thực hiện vụ đánh bom khủng bố với sự hỗ trợ của một chiếc xe tải trên cầu. Kết quả của nó được Ukraine tung hô cả ngày trên báo. Họ hạnh phúc đến mức còn làm cả tấm áp phích để chụp ảnh cùng. Hay là bưu điện của nước này phát hành tem bưu chính với hình ảnh cây cầu đang bốc cháy. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, chính quyền Kiev nhận ra đây là sai lầm nghiêm trọng và nguy hiểm, nên họ đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Cố vấn cho tránh văn phòng Tổng thống Ukraine viết trên Twitter rằng Putin cáo buộc Ukraine khủng bố cây cầu Crimea, nghe thật hoang đường, ngay cả với người Nga. Ở đây chỉ có một nhà nước khủng bố và cả thế giới đều biết đó là ai. Như vậy, họ nhanh chóng thay đổi những lời khoe khoang thành đổ tội cho Nga đánh bom chính cây cầu của mình. Cũng không quá lạ lùng khi họ đã quen với việc đổ thừa, tất cả là tại Putin. Chỉ cách đây ít ngày thôi, phương Tây nói rằng chính Moscow là thủ phạm đã phá hủy hai đường ống dòng chảy phương Bắc. Chính quyền Kiev chợt nhận ra rằng họ đã tấn công vào cây cầu là biểu tượng cho sức mạnh của nước Nga cũng như Tổng thống Putin. Đó là một nguồn tự hào khổng lồ cũng như tốn hàng tỷ đô xây dựng. Cuộc tấn công này là một thay đổi rất quan trọng trong cục diện chiến tranh, càng làm cho người Nga có lý do hơn để triển khai các sách lược khuất phục Ukraine. Bởi vì sau đó một ngày, không có nơi nào dành cho sự hưng phấn, người dân Ukraine đều có thể tận mắt chứng kiến bầu trời thủ đô Kiev không hề được phòng thủ. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov trong các cuộc oanh kích vào Ukraine nói, bây giờ ông hài lòng 100% khi tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi đã hài lòng 100% với việc thực hiện các cuộc không kích này, ông Kadyrov viết trên Telegram của mình. Trước đó, tại cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng
không thể không đáp trả những hành động của Kiev, chế độ đã tự đặt mình ngang hàng với những kẻ khủng bố quốc tế. Ông Putin cũng lưu ý rằng, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa với độ chính xác cao từ trên không, trên biển và trên bộ nhằm vào những cơ sở năng lượng, các cơ quan chỉ huy quân sự và các cơ sở thông tin liên lạc của Ukraine. Trong tất cả các bài phát biểu tại Điện Kremlin, ông chủ Điện Kremlin đều cảnh báo Nga không bao giờ từ bỏ các vùng lãnh thổ vừa sáp nhập và sẽ bảo vệ các khu vực này bằng tất cả sức mạnh nước Nga có. Trước đó, ông cáo buộc phương Tây đang tìm cách chia cắt Nga, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước nhà, kể cả khả năng răn đe hạt nhân trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chưa hết, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng từng tuyên bố Moscow có thể dùng bất cứ loại vũ khí nào có trong kho của họ, kể cả vũ khí hạt nhân chiến lược, để bảo vệ những vùng lãnh thổ được sáp nhập vào Nga từ Ukraine. Nhìn chung, chiến tranh hạt nhân khó có thể xảy ra, nhưng nếu xảy ra, đó sẽ là thảm họa không chỉ đối với Nga và Ukraine mà đối với toàn nhân loại nói chung. Theo ước tính, nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra hiện nay, có thể giết chết 360 triệu người trên thế giới. Nga chiếm ưu thế lớn về năng lực hạt nhân, nhất là vũ khí siêu thanh. Học thuyết hạt nhân của họ nói rằng vũ khí hạt nhân của nước này là để tự vệ. Nếu Mỹ và châu Âu sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga, đe dọa an ninh quốc gia của Nga, thì nước này sẽ đáp trả. Moscow sẽ không dùng đến loại vũ khí này một khi phương Tây không sử dụng. Do vậy, nếu Mỹ và NATO can thiệp sâu vào cuộc chiến Ukraine, có thể dẫn đến kịch bản các nước này ồ ạt tấn công mục tiêu ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và các vùng như Kherson và Zaporizhia. Khi trường hợp đó xảy ra, tùy theo mức độ tấn công, Nga sẽ phản ứng theo hai phương án. Phương án 1, họ sẽ sử dụng các loại vũ khí thông thường hiện đại nhất để đáp trả mà chưa từng được sử dụng từ trước tới nay. Phương án 2, họ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong trường hợp này, NATO có lẽ sẽ không đáp trả bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, bởi nó có thể đẩy cả thế giới vào một cuộc xung đột leo thang liên quan đến chiến tranh hạt nhân tổng lực, đồng nghĩa với hành động tự sát. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!